Hormone prolactin được tiết ra từ thùy trước của tuyến yên với vai trò quan trọng nhất là kích thích sản xuất sữa. Prolactin có ở cả hai giới nhưng đặc biệt tăng cao ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Ở nam giới, nồng độ prolactin bình thường dao động trong khoảng từ 2 cho tới 18 nanogram trên ml. Ở phụ nữ không mang thai, nồng độ prolactin dao động khoảng 2 cho tới 29 nanogram trên ml. Khi mang thai và cho con bú là 10 cho tới 209 nanogram trên ml. Ngoài chức năng kích thích tiết sữa, prolactin còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động các cơ quan sinh sản, đồng thời điều hòa chức năng sinh lý sinh hóa của cơ thể. Ở nam giới, khi bị rối loạn nồng độ prolactin sẽ dẫn đến các vấn đề liên quan đến sinh lý cụ thể. Khi tăng prolactin sẽ có thể bị đau đầu, suy giảm thị lực, giảm ham muốn tình dục hoặc vô sinh. Một số trường hợp thì ngực to ra và tiết sữa. Trường hợp nồng độ prolactin giảm thì sẽ gây yếu sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay tinh trùng yếu.